Một người xuất gia trong chùa phạm trai phá giới, nhậu nhẹt hư hỏng, xài tiền bừa bãi, không có tâm đạo tu giải thoát gì. Cuối cùng ông nghe được định lực nhân quả, tự nhiên ông bừng tỉnh lên, sợ quá, sẽ đọa địa ngục, đáng sợ quá. Bây giờ còn pháp nào cứu tôi hay không? Các bạn đồng tu ơi, còn pháp nào cứu tôi hay không? Tôi sẽ đọa địa ngục. Ông có cái tâm muốn người ta giúp, người ta chỉ ông. Ông tạo nghiệp nặng quá, chỉ còn đúng cái pháp niệm Phật mới cứu được ông. Ông nói cách nào đây? Người ta nói tôi không hiểu nhiều, tôi đưa ông một quyển sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ông coi xong những câu chuyện giảng sanh, phát tín nguyện tín tâm kiên cố. Ông đóng cửa thắt lại niệm Phật 3 ngày 3 đêm. Quý vị nói đơn giản, không ăn không uống 3 ngày 3 đêm niệm Phật, tâm chân thật, tha thiết, khế hợp với nguyện của Di Đà. Niệm 3 ngày 3 đêm y gan như kinh A Di Đà Phật đã nêu. Từ 1 ngày đến 7 ngày ông niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông chỉ cần niệm 1 ngày 1 đêm là cảm rồi, còn này ông niệm 3 ngày 3 đêm. Không đơn giản, chúng ta muốn thử thì thử chơi, nhưng mà không làm nổi đâu. Có thể quay đầu chân thật niệm Phật tín nguyện thì được. Pháp sư Quánh Kha đã làm được 3 ngày 3 đêm niệm Phật. Khi 3 ngày 3 đêm xong, ông mở cửa thắt ra và ông nói với mọi người trong chùa rằng 3 ngày sau Phật đến rước tôi. Nhưng lúc mà ông niệm Phật, cảnh giới ông niệm Phật mà Phật A Di Đà thị hiện đến, Phật A Di Đà nói với ông rằng ông còn 10 năm tuổi thọ, cố gắng 10 năm tu, 10 năm sau Phật A Di Đà đến rước ông. Thì lúc đó ông nói rằng Phật A Di Đà ơi, con nghiệp lực nặng nề quá. Quý vị coi những cái câu chuyện này là Hòa Thượng không giảng, bao nhiêu lần kể chuyện này mà đọc trong những câu chuyện đi Phật giảng sanh vẫn có mà. Từ nơi đó mà khi mà Phật A Di Đà nói ông còn 10 năm tuổi thọ, ông nói con xả 10 năm tuổi thọ, vì niệm Phật đã thấy Di Đà rồi. Niệm Phật thấy Di Đà sợ gì không khai ngộ. Ông đã niệm thấy Di Đà là ông đã khai ngộ, và cảnh giới ông là cảnh giới tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, phù hợp vào cảnh giới của Phật đã phát nguyện. Thì ông nói rằng ông xả 10 năm tuổi thọ. Nếu như ông thể hiện ông ở lại 10 năm tuổi thọ, ông nhất định sẽ rất tu rất tốt. Nhưng mà ông muốn để lại tấm gương cho chúng ta trong thời mạt pháp là không nên lưu luyến lại, phải đi đi. Đi đi, đi vẫn là tốt. Nhập vào dòng thánh ở thế giới cực lạc rồi thì không còn bị chuyển xây qua cái nghiệp quả đọa lạc, chắc ăn hơn nhiều. Từ nơi đó mà ông thể hiện là xả 10 năm tuổi thọ, và ông muốn về Đức Phật A Di Đà nói được rồi, 3 ngày sau Phật đến rước. Đúng ngày giờ ông mở cửa thắt ra, ông nói với mọi người trong chùa 3 ngày sau Phật tiếp dẫn ông. Người trong chùa không tin, ông là người tạo nghiệp ác như vậy, niệm Phật 3 ngày 3 đêm làm gì Phật rước. Nhưng không sao, chỉ có 3 ngày sau, chờ xem. Đúng ngày thứ 3 ông nói với đại chúng trong chùa, quý vị có thể trưa nay dùng thời khóa niệm Phật để đưa tôi đi về cực lạc được hay không? Những người trong chùa nói rằng được, nếu mà ông mà giảng sanh niệm 3 ngày 3 đêm cho ông cũng niệm, chứ đừng có nói mà niệm một thời khóa, niệm Phật một chút gì thôi thì ông ngồi ông ra đi về thế giới cực lạc. Chúng ta chỉ cần chân thật quay đầu là có cơ hội. Nguyện thứ 18, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh đi ưa niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Chỉ cần khi cận tử nghiệp niệm từ một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Thì quý vị nghĩ đi, cái người tạo tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ, giết bậc A La Hán, phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu, là tạo tội. Năm tội này chỉ cần phạm một tội là đọa địa ngục vô gián rồi, chứ đừng nói chi mà tạo năm tội. Còn phỉ báng chánh pháp, phỉ báng chánh pháp là đâu có tiếp nhận Phật pháp, đã không tiếp nhận Phật pháp sao giảng sanh. Còn tạo tội ngũ nghịch, tạo tội ngũ nghịch sao giảng sanh. Nhưng mà cái người này lỡ phỉ báng chánh pháp, là thí dụ như bây giờ người ta tu, mình không tu, mình nói bà nghĩ tu Phật pháp là cái thứ gì mà tu, Phật pháp thấy ghét, nó Phật pháp xạo, nó là phỉ báng Phật pháp, hiểu không? Họ lỡ phỉ báng Phật pháp rồi, cái tội này nặng dữ lắm. Tại vì mình không tu thì thôi, người ta lễ Phật người ta tu, mình đừng có cười chê người ta. Mình cười chê người ta là mình có tội nặng lắm. Đây là phỉ báng chánh pháp đó. Nếu mà cái người niệm Phật mà lễ Phật mới bị mà cười người ta là phỉ báng chánh pháp á, giỡn đâu. Còn nếu như mà ngoài tịnh độ thì không phải phỉ báng chánh pháp. Tại vì không phải tu pháp môn tịnh độ thì không có thành tựu, thì không có nói vào chánh pháp, không có liệt kê vào chánh pháp, mà chỉ là phỉ báng Phật pháp.
À, cũng nặng lắm á, không giỡn đâu, phải nhớ á. À, rồi xong á, tạo tội ngũ nghịch. Vậy mà hai cái tội này người này đã phạm rồi, vậy mà người này nghe được tịnh độ, quay đầu niệm Phật, được giảng sanh không? Được giảng sanh. Vì đọc trong á, chú giải kinh vô lượng thọ của ngài Hoàng Niệm Tổ đi, vì sẽ biết. Nên những đức đã từng đọc qua chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ, có một công đoạn mà Đức Phật phiên phụ vương niệm Phật. Phụ vương nói với Đức Phật rằng: vì sao Đức Phật không dạy ta tu các pháp mà chư Phật đã thành tựu? Thì Đức Thế Tôn nói rằng: nếu mà vua cha mà tu các pháp như Đức Phật đã thành tựu thì trải qua thời gian lâu xa lắm. Bây giờ ta là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ phụ vương nên niệm Phật. Niệm Phật Tam Muội là phương pháp dễ thành tựu nhất trong tất cả các phương pháp. Từ nơi đó Phật phiên phụ vương niệm Phật, Phật phiên phụ vương niệm Phật cũng như chúng ta là cùng nhau phiên nhau và phiên cha mẹ thân bằng quyến thuộc của mình nên niệm Phật. Đó. Đó. Đây là những điều mà những đức đã từng đọc qua và nêu lên để cho chúng ta gầy dựng tín nguyện mình tu đó quý vị. Gầy dựng tín nguyện mình tu. Tội pháp môn tịnh độ này bao nhiêu con người được lợi ích quý vị ơi, lợi ích lớn dữ lắm luôn. Những đức nói nè, một kẻ phàm phu tục tử những đức mà đi tu mà niệm Phật mà còn hưởng được sự an lạc nè. Một kẻ ngoài đời mà gọi là một mình lo cho mình chưa xong. Một mình lo cho mình chưa xong, không có trình độ gì cả. Nói chuyện thì ngang tàn, cọc cằn, thô lỗ, mặt mày xấu xí, không có một cái điểm gì được hết chứ. Vừa ít học vừa xấu, nói chuyện thô thiển, nó rõ ra là mắc dạy. Vậy mà đi niệm Phật còn có kết quả. Quý vị nghĩ đi, một kẻ nghiệp nặng nề niệm Phật còn có kết quả nè. Những đức nó thật sự mà nó nói đến niệm Phật là nó hừng hực cái tâm mình. Quý vị biết rằng 12 năm chờ đi tu, trong khi ở ngoài đời 11 năm đi làm cho thành phố, lên đến làm việc cực khổ vô cùng, làm quanh năm chỉ nghỉ được có 3 ngày về quê đám dỗ mẹ. Một năm làm xuyên suốt vậy đó, tay làm hàm nhai, bằng ngày làm bằng đêm đi nhậu. Như vậy nghĩ cuộc đời con người cuối cùng, nếu mà bây giờ mà không gặp được Phật pháp, thằng này sẽ đi về đâu? Đi về đâu? Ai biết về đâu? Nhưng khổ đau vô cùng. Thì coi á, khổ đau dữ lắm, không giỡn. Trời ơi, làm mà cực khổ lắm quý vị ơi. Nên những đức nếm mùi hết trơn rồi. Từ 6 tuổi mất mẹ là đã kiếm ăn cực khổ rồi. 6 tuổi là đi mót từng hạt lúa, đi mót từng hạt đậu, đi tỉa từng hạt đậu, tỉa bắp, bẻ bắp, lột bắp. Trời ơi, làm đủ chuyện đi kiếm ăn. Giăng câu giăng lưới còn nhỏ mà lội trong đồng nước lên á, lũm chùm giăng câu giăng lưới kiếm ăn. Tới mùa đi mót lúa thì đi theo xe suốt người ta đi moi lúa. Còn đi tác dụng thì đi theo đường bờ lúa, đường bờ rồi ra tác dụng trọ ít đi kiếm đồ ăn. Trải qua thời gian 13 tuổi thì bắt đầu là như thế nào, đi giác công đoàn 4 năm, 17 tuổi bắt đầu nghỉ, 18 tuổi lên thành phố, 11 năm là tới 29 tuổi trên thành phố, 29 tuổi gặp được Phật pháp, nghe Phật pháp rồi được cái duyên gặp pháp môn tịnh độ. Tới ngày hôm nay bây giờ 40 tuổi, gặp Phật pháp được mười mấy năm nay, cuộc sống hình như là đổi cuộc đời luôn. Đổi cuộc đời luôn quý vị. Trời ơi, những đức mà năm mà hai mấy tuổi mà có vợ mà tới bây giờ chắc. Không biết thầy đừng có cười. Những đức thì nói chuyện thô thô, nhưng mà nói thật lòng, mình gặp được tịnh độ mình không biết gì nhiều, nhưng mà mình thấy niệm Phật nó lợi ích. Nên quý thầy quý sư cô đây thật sự mà nói, nếu mà không hiểu những đức, cái cách nói chuyện những đức quý vị dễ chướng cái tâm quý vị lắm. Mà lúc có nghĩa là bây giờ là những đức nói đỡ đó, ngày xưa lúc trước những đức nói chuyện là thôi sốc hước dữ lắm, bởi nói mắc dạy đó. Mà niệm Phật giết á, mà cái tâm nó còn chuyển lại có dạy đừng chút nữa. Tại vì một là những đức quá ngang tàn nên khó ai dạy được nổi những đức. Hình như là chỉ có Phật mới dạy nổi những đức thôi, chứ những đức thấy ít ai dạy nổi những đức. Ngang tàn, hung bạo, có nghĩa là nó không có hiền. Nói chuyện là biết hiền hay dữ rồi.
không? Nhưng mà chỉ đúng một cái là đã đến với nhau là đến thật lòng. Tại vì cái người này từ khi còn nhỏ đã kiếm ăn từ đôi tay, nên khi đi tu nó cũng có bản lãnh một chút quý vị. Cái này là nói thật, là do luyện từ nhỏ. Từ nhỏ đã kiếm ăn rồi, quen rồi đó. Nhưng mà những đức thấy đặc biệt thì quý vị ơi, trong khi một con người này nghe quý vị, ngoài đời nó tham lam nặng nề vô cùng vậy mà bây giờ vô chùa. Không phải những đức không có tiền đâu quý vị à. Những đức không có tiền sao mà những đức làm nhiều chương trình dữ quý vị. Những đức nói bảo đảm tất cả các chùa, đố mà ngôi chùa nào mà tổ chức chương trình nhiều như chùa mình đó. Nhưng mà tại vì chùa mình tổ chức chương trình hoàn toàn tu không à, hoàn toàn tu không mà chương trình nói ít gì cũng là từ giá ngàn ăn lên, liên liên chương trình luôn. Quý vị nói nếu không có tiền sao tổ chức? Thì không phải là Như Đức không có tiền, nhưng mà ngộ thay chính Như Đức thấy rõ ràng là bây giờ Như Đức không tham tiền quý vị ơi. Ngộ thay là Như Đức không tham tiền. Mà đối với xe cộ ngày xưa Như Đức mê lắm nghe. Trời ơi, Như Đức mua được chiếc xe Honda, đi làm mướn mua được xe Honda đó. Như Đức lao tối ngày chạy, mà trời ơi, Như Đức thương còn hơn thương vợ Như Đức nữa. Cái nào mà cái gốc của quý vị là chạy là Như Đức nhẹ nhàng lướt qua. Nên Như Đức chạy xe kỹ, nên sau này Như Đức cũng chỉ người trong chùa chạy xe luôn. Chạy xe phải kỹ. Tại vì Như Đức chạy xe vì cái gốc là Như Đức chạy nhẹ lướt nghe. Nhưng đến xỉn rồi thì ạch ạch. Để xỉn à. Xỉn là ạch ạch chứ sao bây giờ. Quý vị coi á. Nên từ nơi đó quý vị biết mua được xe Honda mà nó ham xe mà lao tối ngày. Chiếc xe Như Đức mà dựng mà ai mà leo lên ngồi Như Đức lợi, Như Đức nói thôi trời ơi, tội nghiệp nó. Nó nằm đó mà ngồi lên mình, nó chịu sao nổi, tôi xuống giùm tôi đi trời. Như Đức mua cái xe dởm, nhưng mà Như Đức mua cái áo mua Như Đức đẩy lại, đẩy tối ngày vậy đó. Thương xe vậy đó quý vị, thương xe lắm. Vậy mà vô chùa tự nhiên Như Đức tu với từ từ rồi sao. Ngộ quý vị ơi, của cải xe cộ Như Đức không còn nặng với nó nữa. Mà dùng thì dùng đàng hoàng, nhưng không có nặng như ngày xưa mà chấp nhất. Rõ ràng Như Đức thấy câu Phật hiệu này hay thiệt. Niệm câu Phật hiệu thôi mà nó chuyển tâm hết trơn à. À, rồi bây giờ mình gặp người nữ mình cũng thích, đẹp thì nhìn, mình thích nhìn chứ. Chứ làm gì đẹp không nhìn trời. Đẹp không nhìn, con mắt xanh ra làm chi mà đẹp không nhìn. Đúng không? Thấy đẹp thì nhìn chứ. Đúng không phải mấy ông? Tu là tu, nhìn là nhìn chứ. Nhưng mà ngoài đời nó nhìn khác, đi tu nó nhìn khác, ngộ ghê á. Mình đi tu mình nhìn ra được Phật pháp quý vị. Nhìn ra được cái vô thường, nó không bị chấp. Ngộ ghê á. Mà đây là chính những đức niệm Phật thấy rõ ràng. Còn ngày xưa mình mà gặp người nữ mà đi ngang mình nhìn, trời trời nhìn muốn mút con mắt vậy đó. Nhìn mà nó bẻ, nhìn nó bẻ muốn lội cổ vậy đó mà nhìn theo. À, được chứ nhìn vậy đó. Còn bây giờ đi tu rồi đi ngang, phớt ngang cái là rồi nhìn cái là biết liền rõ ràng. Rồi xong. Nó khác hoàn toàn thấy chưa. Mà chính một câu vật hiệu này thôi mà hay vậy đó. Thấy rõ ràng đây là lý luận mà niệm Phật ra cuộc sống hàng ngày đó quý vị. Chứ nếu như bây giờ mà nói niệm Phật mà không có gì cuộc sống hàng ngày hết, chứ nói trên trời dưới đất không à, ai mà dính ai trong đây. Nhưng sao ngồi nghe được. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức chương trình Phật thành đạo, bây giờ mình phải thành đạo nè. Chứ Phật Thích Ca Mâu Ni thì thành đạo rồi. Bây giờ bữa nay mà nếu mà chúng ta hát ca nhảy múa thức đêm nay đồ hứng xương đồ chơi, ngày mai về cảm, làm sao bằng quý vị nghe gì mà niệm Phật hả quý vị? Chúng ta không có mất thời gian, chúng ta nghe về để lý luận mình tu giải thoát. Rồi xong một chút niệm Phật, rồi lễ Phật, chưa được 8:30 xong đi về. Tu mà cũng phải tính cho người ta thời gian Tết nhất nữa. Lúc này Tết nhất mà mấy cô mà đi đến đây được gì cũng là dữ lắm. Gần Tết rồi, về nhà rồi á, phải tranh thủ lau dọn nhà cửa rồi nói chuyện ngọt ngào với người ta. Chứ không thôi thấy đi tu mà về mà cái mặt nghinh nghinh coi chừng bị quýnh phù mỏ. Thấy không? Đi tu về làm nhưng mà kỹ công nữa. Người ta đâu có biết mình đi vô chùa mình tu gì đâu, mà người ta thấy mình đi tưởng là mình đi chơi. Mà về á là bộ cái mặt kinh kênh. Là ông chồng nói này nói kia, cái nói đi tu chứ mấy tôi đi chơi đâu. Không ngon đi tu thứ đi. Là như khỏe quá. Thì Đức bất hồi gãy chân gãy cẳng. Lễ Phật cũng chết luôn. Mà về nói này nói kia, nó không ngon đi tu đi. Tu sướng dữ. Nó tôi ép bà hả? Tôi kêu bà đi tu à. Gì mà kể với tôi. Thấy không?
mình đi tu về mình phải thấy là mình đi hưởng thụ, mình đi hưởng thụ mình mới về. Nên mình bước vô nhà mình mở cửa nhẹ nhàng, mình đi nhẹ nhàng. Tóc tai của mình chạy trên đó đàng hoàng bước vô chứ kiểu mà trời ơi, ngồi nghe pháp thì vui lễ Phật một chút mà tóc dài nó phủ xuống á. Còn gặp mấy bà mà có đánh kem đánh phấn thì rồi nó chảy. Rồi bắt đầu mấy bà bước vô, ổng nói hả ma, không phải ma đâu, vợ ông đó. Nó trời trời, bà đi tu thấy ghê quá, tôi cấm bà đi tu nghe không, tu về cái mặt thấy gớm quá à, tu về mà tóc xỏ thấy ghê. Tu về xong á, đi về tới nhà ít ngang nằm sải tay, nó bà đi làm chi mà bà mệt vậy anh, đưa bà khổ quá, ở nhà đi cho nó khỏe. Mình đi tu về mình phải làm sao nó có cái hư vị, nó có cái cảm giác của từ trường, chứ làm gì đi tu về mà ít ngang cái nằm vẹp ở đó à, lắm như mệt mỏi vậy đó, ai mà dám đi tu theo quý vị. Đi tu về mình còn dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện thì ngọt, anh ăn cơm chưa, để em dọn cơm cho ăn, nấu cơm để em nấu cho, em làm hết cho em, bữa nay là em đi một ngày nay em an lạc dữ lắm rồi, hưởng thụ mà, tội nghiệp anh quá, nhà cực khổ quá rồi, tội nghiệp quá. Đúng không? Trời ơi, làm gì mà đi tu về mệt mỏi, không có mệt mỏi nghe không, mình đi tu là không có mệt mỏi. Đi tu lên xe kiếm cái mặt kiến bỏ trong cái vỏ, đi lên xe giải đầu đàng hoàng đi. Ồ, để nó bùm xùm thấy ghê lắm, tại vì người ta nói mình đi tu mệt mỏi, người ta không dám đi theo. Rồi đi vô chùa thì không có trang điểm, mà lên xe trang điểm nhẹ nhẹ, vì thấy bóng á, trời trời, bà tu gì mà thấy ngon lành dữ hết trời. Tôi chắc cũng đi tu theo á, đúng không? Mình vô đây thì dễ rồi, sao cũng được. Nhưng ra ngoài đời thì hình thức một chút, lên xe bắt đầu là trang điểm nhẹ nhẹ, đừng có quá dữ dằn. Rồi tu xong lễ Phật xong đi vô nhà vệ sinh lau mình lau mẩy đỡ hôi hám, xịt dầu thơm đồn chút, lỡ nó về nhà chồng mà, về nhà khi xa cả ngày nó gặp mình nó hung mình nó thấy hôi quá, đi tu hôi ghinh, không cho đi tu phải không? Nó mình phải kỹ lưỡng khi về nhà để mà đổ chồng. Trời ơi, mười mấy hai chục năm nay bị hung vài cái nữa có sao, mà hung này là hung độ, hiểu không? Chứ không thôi mấy bà mà đi lễ Phật là ngồi gì nó đông người mồ hôi mồ hám này nha, mấy bà lên xe mấy ngồi nằm giặt nằm dựa, rồi xong mấy bà về nhà một cái mà nó hung một cái là nó chảy mắt dép, và nó cấm không cho đi tu nữa, đi tu gì hôi rinh. Thấy không, cái này là kỹ quá quý vị, nhắc cái này là kỹ quá ha, chắc mấy nhiều cô trong lòng nó công nhận cảm ơn thầy nha. Trời ơi, cảm ơn nó nghe trời, thấy không? Rõ ràng quý vị thấy Phật pháp hay chưa? Nó Phật pháp mà tâm niệm niệm về người, cái tâm niệm niệm về người thì nó phát sinh ra nhiều cái đặc biệt thiệt quý vị, thấy không? Mấy cô lâu rồi mấy cô cũng không ngờ việc này đúng không? Không ngờ luôn á. Có nhiều cô thất bại là ngay cái chỗ nghĩ rằng ngày xưa mới về làm vợ thì cái gì cũng là rụt rè mới mẻ vậy. Rồi bây giờ có một hai đứa con rồi thôi tùy tiện, thất bại rồi bạn. Thất bại rồi. Càng về già thì phải càng gọn ghẽ. Tại vì sao? Người ta thấy mình toát ra một cái vẻ mà gọi là hào nhoáng của một người phụ nữ. Hiểu không? Bây giờ quý vị càng về sau đẻ một hai đứa con thì nó bậy hầy, té tua, người thì bê xê bể xể, thua luôn. Nó chán quý vị là phải rồi đó. Hiểu không? Nó đúng là vô chùa này tiếp nhận năng lượng, mặt ai cũng sáng. Cứ gương mặt này về nhà mà. Được rồi đó. Nó đi tu một ngày ngon rồi đó nghe. Thì thấy chưa? Nó rồi một chút có niệm địa chung nhẹ thôi, 18, 19 phút thôi, lễ Phật 45 phút. Rồi là xong chương trình. Tối đêm nay không có bắt đèn bên ngoài nên phóng sanh đầu chiều rồi. Khi xong rồi là chúng ta đi vệ sinh uống nước nôi đồ xong, hoặc muốn ăn uống xuống nhà ăn, ăn cái gì cái đi. Nó có gì ăn thì ăn, còn không có đi về luôn cũng được. Tùy duyên phải không? Kệ tội nghiệp mấy cô cả ngày nay phải không? Nó có phục vụ suốt luôn á. Theo những đức cũng cực. Quý vị biết nghe, một người đàn ông nghe mấy ông. Mình là người học Phật, người đàn ông điệu nghệ. Thấy không? Nó ngoài đời người ta nói người đàn ông sanh điệu. Trong chùa chúng ta nói điệu nghệ là sống có nghệ thực trong Phật pháp. Bọn người ta làm cực quá trời, phục vụ mấy bà già một ngày mấy trăm người, bên kia mấy trăm người,
mà nấu ăn phục vụ trong bếp lam lũ mặt mày té tua. Một người đàn ông bước vô một cái ai cũng vui. Rồi bắt đầu thấy mệt mệt, bắt đầu là hay mua cái bánh gì về ăn đi, mua miếng nước uống đi. Tinh thần, thấy không? Cái tâm mình đó quý vị, tâm nó quan trọng lắm. Mình là đàn ông, vợ trong nhà nó bị tồi túng trong nhà, tối ngày giữ con, giặt đồ, nó mệt, nó cực. Mình đi làm mình còn đi ở bên ngoài vòng vo, mình về nhà mình một nụ cười, lời nói của mình nó là một cái điệu nghệ sống mà cảm thấy gia đình hạnh phúc. Vợ cũng vậy, chồng cũng vậy. Phật pháp nó là như vậy đó quý vị, không? Một câu vật hiệu này nó giúp cho chúng ta có nhiều tư tưởng sống đặc biệt lắm, rất là đặc biệt sống. Nó đâu phải là tu học mà mình đi vào tiêu cực đâu. Con người chúng ta tu học là sống tích cực mà, sống thiện, sống tốt, sống lành mạnh, sống có ý nghĩa. Còn ngày xưa những đức chưa học Phật, những đức sống vô nghĩa không à, toàn là bộ là lo kiếm tiền để ăn chơi nhậu nhẹt không à. Còn bây giờ tự nhiên học Phật rồi mình làm những việc tốt là thấy có ý nghĩa, đúng không? Đây là sống tích cực. Còn ngày xưa cuộc đời những đức là sống tiêu cực, sống chờ chết, chết là đi xuống dưới địa ngục, đúng không? Nên chúng ta về đây mà mình nghe gì quý vị, pháp môn Tịnh Độ này hay lắm. Quý thầy quý sư cô ngồi đây dù là tu pháp gì nhưng mà Phật đã quyền ký, niệm Phật mới thành tựu niệm Phật đi quý vị. Chư tổ sư mà tu các pháp khác mà còn quy tâm niệm Phật mà, nó có nghĩa là chư tổ sư, những đức đọc qua sách vở chư tổ sư quý vị, dù là tu các pháp khác thành tựu lắm nghe, nhưng mà các ngài quán cơ được, các ngài biết chúng sanh tu không có được, các ngài chỉ ta niệm Phật, chỉ ta niệm Phật. Nó có nghĩa là mình phải mở tâm mình ra, có nghĩa là mình tu được nhưng người ta tu không được, thì mình phải chỉ người ta cái pháp cho người ta tu được. Giống như chương trình người mù hôm nay gần 2.000 người, nếu mà không phải mắm môn niệm Phật vì nói gì, vì kêu người mù gì ngồi thiền hả? À, chắc ngủ luôn quá, chắc vây dầu dách một chút lũng dách quá, đúng không? Sao mà tu được? Rồi người mù sao mà tụng kinh? Khó lắm, dù là chữ nổi tụng được nhưng đâu có dễ, đâu phải ai cũng tụng được đâu quý vị. Người mù không được. Rồi bây giờ người bệnh nằm một chỗ sao mà tụng kinh trì chú được? Nên pháp môn niệm Phật, Phật mới nói là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu, phù hợp với tất cả các căn là như vậy á. Mình nhìn cái chỗ này đi thì mình sẽ làm tấm gương niệm Phật để phiên người ta niệm Phật, thấy không? Thí dụ như bây giờ mấy cô chỉ cần niệm Phật viết là cái tâm nó dịu liền à. Ví dụ như ngày xưa mà chồng về nhậu gì mà nói vài câu mà mình bực bội sắp sửa chửi ông á nha, bây giờ mấy cô niệm Phật đi, niệm một chút là nó dịu cái tâm, tự nhiên mình thấy tội nghiệp ổng à. Nhưng mà ngộ lắm, cái tâm mình nó an lạc mình thấy nó tội nghiệp lắm quý vị ơi, ngộ lắm nghe. Cái thời công phu á quý vị, mình niệm Phật á nó sanh cái pháp vị trong cái lúc niệm Phật á. Trong cái lúc mình niệm Phật á, ví dụ như mình đang dặn ai mình lên mình tu đi, mình lên mình tu mình niệm Phật một chút, ở trong câu vật hiệu ngộ lắm, nó có một cái gì lạ lắm, tự nhiên nó chỉnh cái tâm mình, nó nói dặn chi ạ. Ngộ ghê luôn, đang niệm Phật tự nhiên nó dặn chi ạ. Rồi tự nhiên trong tâm nó khai mở ra, nó dặn chi ạ. Nó cứ nói vậy hoài, nó làm cho mình cởi mở tâm luôn. Đây là chính nhận đức rõ ràng, là có khi là lãnh chúng cũng bực bội, có khi những công việc cũng bực mình mà lên tu quý vị. Tu một thời trong cái lúc niệm Phật á, tự nhiên cái tâm của mình nó nói dặn chi ạ. Không biết ai nói nữa, chắc là trong tự tánh nó nói ra vậy ơi. Dặn chi ạ, buồn chi ạ, khổ mình, phiên người ta mà bây giờ dặn chi. Trời ơi, ngộ ghê luôn á. Vừa tu xong một thờ nghe quý vị, xong rồi là hết trơn luôn. Đúng là cái công phu hay thì quý vị ơi. Nó nếu như mà bây giờ quý vị không giải quyết được thì cả ngày đó, cả đêm đó nó buồn. Mà nguyên một đêm buồn là đêm mà ngủ không được, đúng không? Đêm buồn là đêm ngủ không được. Buồn là nó cứ gác tay lên trán, nó suy nghĩ hoài cái chuyện buồn. Nhưng mà khi công phu xong một thờ nghe, là nó giải tỏa cái tâm buồn. Mà khi giải tỏa cái tâm buồn rồi, quý vị ngủ được liền. Ngủ được xong sáng mai nó tỉnh lắm, mà con người nó có hương vị lắm quý vị ơi. Đây là những đức dụng công biết mà. Quý vị coi, không bao giờ mà những đức bỏ hai thờ công phu đâu. Không bao giờ bỏ hai thờ công phu, sáng tối những đức giữ miếng mặt lắm, cả ngày bấm số niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm suốt vậy đó, vậy mà an lạc quý vị. À, đụng mấy cái chuyện mấy bà già này kia giải quyết gọn ghẽ nhẹ nhàng, ngộ nghe, cái tâm mình mà nó nhẹ nhàng giải quyết cái gì cũng nhẹ quý vị ơi. Còn cái tâm mà nó nặng là giải quyết cái gì cũng nặng hết trơn á, ngộ lắm. Trời ơi, một câu Phật hiệu này niệm, nó đâu phải là đi vào cái chuyện là mỗi ngày quý vị nói tôi muốn gì cực lạc thôi, là tôi muốn gì cực lạc, đúng muốn gì cực lạc, nhưng mà ở cõi ta bà này quý vị giải quyết được nhiều vấn đề lắm.
giải quyết rất nhiều vấn đề. Thượng Nhân Đức nói thật nghe, dù quý vị làm công ty, xí nghiệp, làm giám đốc gì cũng vậy, làm tướng tá gì cũng vậy, quý vị chỉ cần niệm Phật đi là cái khả năng làm việc bị ghê lắm. Tại vì nó giải tỏa nhiều cái thứ u uất trong lòng thì nó mới làm việc năng lực được. Còn trong nội tâm mà nó u uất là không có làm việc được đâu. Thật sự mà nói, nội tâm mà bực mình rồi, cái việc nhỏ thì cũng xé cho to nữa. Trong nội tâm mà an lạc là việc lớn cũng thành nhỏ, việc nhỏ biến mất. Ngộ lắm. Đó trời, công đức niệm Phật này đúng là chách lưỡi hít hà. Đúng là nóng lạnh, uống nước nóng lạnh tự biết. Niệm Phật sẽ có cảm giác này. Dù quý vị ái nhiễm nặng cỡ nào, chịu niệm Phật kiên trì thì quý vị sẽ giải cái tâm ái nhiễm liền. Thật sự luôn. Con người này nó keo. Vậy mà niệm Phật chứ nó mở tâm lượng ra, trời ơi. Có cái bà kia bà nói, thầy ơi con nói thật cái sự với thầy nghe, con cũng biết chùa, nhưng mà con đi đến chùa là cúng dường chưa bao giờ qua 20 ngàn. Chưa bao giờ con cúng dường qua 20 ngàn. Còn con mà đi ra đường, con xin thưa với thầy, con đi từ đó đến chỗ đó là con tính cái số tiền cầm theo, đi đến đó đổ xăng bao nhiêu tiền, rồi gặp đó đi giữa đường uống ly trà đá hay sao là bao nhiêu tiền, cầm đúng như vậy, không bao giờ cầm thừa. Cuộc đời con là như vậy đó, không bao giờ cầm thừa tiền. Tiền không bao giờ cầm thừa đi đâu hết trơn á, cầm đủ sai. Nhưng Đức hỏi lỡ thiếu sao? Lỡ thiếu thì chịu. Đúng rồi, bà không chịu ai chịu. Trời ơi, keo kinh khủng vậy nè. Nó là đi đến chùa chưa bao giờ cúng được 20 ngàn. Vậy mà bà đi đến chùa mình, bà cộng tu với bà nói, con bây giờ mà nói rằng là vài triệu là xẹt liền. Tự nhiên nó mở tâm lượng ra, ghê như vậy đó quý vị. Đúng là quý vị biết tại sao mà nó mở tâm lượng được không? Vì hiểu. Hiểu. Gieo nhân gặt quả. Phật nói bố thí giàu sang, bố thí pháp trí tuệ, phóng sanh sức khỏe, tuổi thọ kéo dài. Gieo nhân được quả. Tặng cho cúng đâu có mắc. Không có mắc, nhớ đó. Mà cũng không có cầu, tự đến à. Đến còn thù thắng hơn cầu. Làm mà có cầu là ưu sanh phiền não lắm. Đừng có cầu, cứ chân thật việc tốt thì làm đi. Đó. Thí dụ như bây giờ chư Tăng Ni về chùa, chư Tăng Ni tu xong thì đi về phải đổ xăng chứ. Quý vị nói có cái chạm xăng nào phải chứ, nhà nước mà đưa lên quy định là người xuất gia đổ xăng không lấy tiền, vậy thì không nên cúng dường chư Tăng Ni. Người xuất gia ăn cơm tiệm không lấy tiền, vô nhà hàng ăn không lấy tiền. Các người xuất gia đều phi hết, vậy thì khỏi cúng người xuất gia đó quý vị. Còn này người xuất gia cũng phải lấy tiền. Từ nơi đó thôi, quý thầy quý sư cô gì tu, chúng ta ai có khả năng thì cố cho mình nhiều chút ít để cho chư Tăng Ni đổ xăng để gì. Một đời này
mà cái gì cũng làm. Chứ Phật nói lâu rồi con, tu vô lượng kiếp rồi đó, mà tu vô chừng bỏ cuộc của con. Con niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp lắm, anh niệm vô chừng bỏ cuộc tu pháp khác nên con không giảng sanh. Bây giờ con về là trễ rồi đó con. Mà chúng ta nói sớm thì trong đời này muốn vô lượng kiếp, qua một đời này trôi lăn thọ thai mê như cái thấm. Chỉ vì nó có trong người này như vậy. Rồi có trong người này chưa chắc gặp được cái môn tịch độ mà chúng ta ngồi khuyên nhau như vậy thôi. Hay là chỉ thuộc chữ quá. Thật sự mà nói dù đau chứ một chút mà nghe những điều này cái tâm trạng của mình rồi cũng mừng quá. Mừng quá. Thì chúng ta học tập một cái đề học rằng là người có tương lai có nghĩa là gì? Người có tương lai có nghĩa là người biết niệm A Di Đà Phật. Một bên là phước thuộc đạo thế gian, một bên là công đức xuất thế gian. Phước báo thì sao mà so sánh được cái chuyện công đức? Bây giờ quý vị tạo ra một đống của cải vật chất ra đi một chút cũng không cần thiết. Nhưng thiện căn công đức như thế mình. Ví dụ như vị bố thí cúng dường phước báo. Nếu như quý vị tôi không đạt tiêu chuẩn sanh thiên làm người có phước, hoặc là vào cảnh giới tu la là hơn tham lam mà gọi là hơn thua chứ. Đi vô chùa hộ pháp mà thấy bà này cũng 50 triệu, tôi cũng 60 triệu. Bà chở thầy đi 3 vòng, tôi chở 4 vòng. Rồi đi vào cái giới Atula, cái phước gì mà nợ thu cái giới Atula. Còn phước duyên năm giới là người 10 thiện sanh khí, phước duyên đi theo mình đó. Dù là tạo phước chấp tướng nhưng mà phước duyên đi theo mình, cái này vẫn cần theo. Còn tiền của vật chất không cần theo. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Chánh danh làm chi khổ càng thêm khổ. Nói chứ nó còn còn từ từ cái tâm cũng rộng rãi á, cái tâm cũng rộng rãi á, thoải mái á, cái tâm nó đi ra đường thấy ta bắt cái số con mua số tặng 5.000, 10.000 A Di Đà Phật. Gặp người đi xin tặng tiền gì đi, dạy con đi chợ thấy cái con nít đi xin ăn mua cho con một cái bánh. Xong mua cái bánh thì đưa cho con mình, con tặng bánh cho anh hay chị hay em một cái bánh để tặng con mình thương người. Đây là cái giá trị để cho con, tại vì mình để cho con mình cái đạo đức là giá trị. Còn nếu như mình để cho con mình tiền bạc mà không dạy con mình đạo đức là nó không có giá trị. Con mình nó không có đạo đức mà thể ra tiền nhiều là nó tạo nghiệp nhiều, nó tạo quả tai nhiều. Nên người xưa người ta khéo lắm, người ta để đức lại cho con chứ người ta không có thể tiền bằng nhiều. Nó tại vì sao gì nó có đức có phước nó lập nghiệp thôi. Nó còn bây giờ để tiền bằng nó chắc chắn đó. Con bây giờ nó thấy cha mẹ giàu nó không cần lo làm ăn, nó lấy tiền xài chơi. Tại nó thấy cha mẹ có tiền nhiều cần gì làm, hiểu không quý vị? Nên từ đó nó phải nhận thức được chỗ này thì chắc là quý vị sẽ để ra cái đức cho con quan trọng chứ. Mà khi mà cái đức để được rồi là các con chịu nghiệp, tạo phước rồi con chịu nghiệp. Đúng rồi, đứa con đến đòi nợ nhưng mà vì đại phước đức thì nó chuyển nghiệp luôn. Nhờ con có phước thì nó chuyển cái nghiệp với con đó. Nhớ đó. Từ nơi đó mình nghe một câu Phật hiệu nhưng mà nó vạch rõ là trong cuộc sống nhân sinh đặc biệt thu thắng không. Nên để chúng nghe ngày hôm nay á, chúng ta làm cái lễ Phật hành thảo làm gọn ở trong đây thôi, cái điểm trên cái điểm dưới hai cái thiện của thầy là trưởng lực là chúng ta nói chuyện chia sẻ một chút về Phật môn tịnh độ. Nhớ câu Phật hiệu thì thuộc thẳng lắm, người thật sự tương lai là người biết niệm A Di Đà Phật. Có là người phải nắm chắc Phật môn tịnh độ này mà niệm đi, chắc là niệm Phật là việc làm ăn nghề nghiệp gì đó, coi nếu cái nghề nào sát sanh hại vật cho gia không là cắt cổ đó, mấy cái nghề đó thôi bỏ nghề đi, nghề sát sanh, nghề cho dai, nghề cho bụi, những cái nghề đừng có làm, bỏ nghề đi, nghề cho hụi đừng có làm. Có nhiều người người ta bị giật nợ, giật hụi, thì thấy không? Nghề này chẳng là nghề cờ bạc á. Rồi nghề mà sâu bài tất nhất á, đừng có chớ. Làm nghề này kia nhiều người ta mất tiền, gia đình ta nát. Rồi những cái nghề mà mình, những người nữ sai lầm mà mình đi chứa người ta, làm sai làm không đúng. Không có hành cái nghề như vậy, đổi nghề, những cái nghề sắp xanh, những cái nghề mà cho gian là cắt cổ nó không tồn tại đâu. Mình làm cái nghề nó có quả, nó sẽ vào trong cái nhà mình, nó phá tan sự nghiệp, phá cho tan nát gia đình. Rồi thêm cái nữa mình mở những cái quán mà chứa những cái tầm bậy tầm bạ đó đó,
là con mình sẽ tạo nghiệp gia đình tan nát trên trời xem. Nên chúng ta là người tu hành rồi, là cái nghề nghiệp của tổ đức của mình, làm nghề cho nó đàng hoàng, sống bình dị đơn giản thôi, có phước tự đến nè, đúng không? Những đức thế bây giờ Phật tử cũng có nhiều thời gian tu hành, những đức thế hành cái nghề mà nếu mà có điều kiện chúng nó lâu lâu đủ gì mua miếng đất để đại đó, lâu lâu ăn miếng đất vậy thôi, không làm nhiều, dành nhiều thời gian tu, không có buôn bán chút ngoài chợ gì sao, ngoài chợ nó có nhiều người quá, nên từ đó mà cái nhanh tạo nghiệp nhiều quá thôi, làm nghề bất động sản cho nó khỏe. Mua đất thì chắc chắn không có lỗ, không có sợ. Ông bà xưa nói mà có tiền nên mua đất có ngàn, đừng để chủ nhà mà cái gia tới nè. Ông nên mua đất đi, để nó đi. Thời gian tự nhiên cái đất thì nó lên giá, nó có lời. Gặp chỗ nào thì tiếp tục mua đi lớn hơn. Cứ lâu lâu nghĩ gì thôi. Vậy nó lại ra, dành nhiều thời gian công. Không có nhiều, cứ lấy ra chuyện gì mà giàu. Mà mấy chú chùa này
mua 20 đồ ra thôi, một cái áo thun bằng trong nữa, rồi là tính không là luôn. Nó mới bị bằng đồ ra sao kiểu ngõ sao không được kể đi, bằng đồ ra đàng hoàng. Rồi hai bộ ba bộ không có bao nhiêu tiền, một bộ có 100 mấy, ba bộ chừng 60 ngàn đổ lại. Để dành mỗi năm đến hết bằng đồ cho chùa tin. Nó bắn trái kẹo chuẩn bị quá chuẩn bị lắm. Mấy cái phòng mấy cái nhà mình cấp xong rồi đó, đủ người ta về ăn Tết đi niệm Phật á, nguyên một dịp Tết ha niệm Phật. Ngoài đời mà Tết ăn thịt chúng sinh nhiều lắm, mình thì vui mà mấy con Phật nó khóc quý vị ơi, bị giết nhiều. Ví dụ nhà nghèo ở nhà nghèo mà Tết phải ăn thịt heo, thịt gà, con vịt, con gà nó chết nhiều đúng không? Bây giờ chúng ta lấy cái ngày Tết mà niệm Phật thì quá quý. Niệm Phật cầu cho thế giới hòa bình, cho nhân loại được giải thoát, người chết quan cái tết được giải thoát. Nên những đức nói là quý vị về đây ăn Tết là đặc biệt, không kiếm tiền đưa tiền đâu, và thường người ta muốn kiếm đưa tiền đâu, nhưng mà vì người ta muốn kiếm tiền tu Tết nhất có mấy ngày. Những đức nói 3 ngày Tết mà Tết trong chùa thì bằng 1 năm ở ngoài đời tu, chú quý quý vị. Rồi tới ngày mùng 3 là tu ngày đầu năm, mùng 6 chương trình mừng thọ. Ồ, thì mà họ xong rồi xong một mùa Tết nha. Quá sung sướng. Mới thì bị 200 kg mút gừng. Năm nay lặng ăn mút gừng quá tụng. Mút gừng là món hẹn bồ mê lắm. Nên còn mấy chú thì chỉ bị tính tính lên chú nào. Nó từ lúc đó thì còn vui vui gì chứ năm nay thành tích đâu. Nhớ nè, 2 thọ tràng nữa. Bên kia là bao đa tô ở, cứ về hoàn tích. Đó là phim chân thật đó. Tại vì thấy phải đợi bắt hẹp ra, nên mình mới khuyên ra cả nhà lên đó tìm. Nó khác người con cháu chắc là hết. Con nít mới đẻ ra luôn. Quá nhiệt tình của người ta, chưa từng thấy đúng không? Nhiệt tình, không? Ok đi, nhiệt tình thì việc làm cái gì? Đây là những công đoạn mà lời dạy của chư tổ sư. Niệm một câu Phật hiệu bằng với việc tụng hết thảy các kinh. Nhưng Đức thường đọc cái công đoạn mà Ấn Tổ Ngài nói, khi Ngài diệt Đại Tạng Kinh, cuối cùng Ngài nêu là một câu ngắn thôi. Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu là vô cùng viên mãn. Dạy người chỉ cần niệm Phật là đủ. Đại sư Ấn Quang là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông, tiên truyền là Đại Thế Chí Bồ Tát Quá Thăng. Diệt Đại Tạng Kinh thông hiểu lào lào, để lại một câu chỉ cần niệm Phật là đủ. Đúng như lời của Đức Thế Tôn trong kinh Đại Tập dạy, thờ mạt pháp nhiều người tu nhưng khó tìm ra được một người đắc đạo, vì chỉ có những người tín nguyện niệm Phật thì đời này mới có cơ hội được giải thoát. Giải thoát là đắc đạo. Vì thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Nên là quý vị nhớ, chúng ta mừng ngày Phật thành đạo, mừng không chưa đủ. Đức Thế Tôn thành Phật, đem giáo pháp truyền dạy chúng ta, là mong chúng ta hành trì để mà được thành đạo. Chứ nếu như chúng ta chỉ hát sướng và mừng vui hoặc là nhảy múa để mừng Đức Phật thành đạo, chuyện này cũng bằng không thôi. Tại vì sao? Vì mình vẫn khổ, mà Đức Phật thì muốn mình thoát khổ, nên chỉ mình một cái pháp tu để mình hành trì làm sao để mình giải thoát hết khổ. Chứ nếu như mình mừng Phật thì Phật nói mừng ta làm gì,
Mừng ta là lấy cái giáo pháp mà ta dạy hành trì đi, để đời này giải thoát đó, thì mới là đúng mừng ta. Còn nếu như mà hót hò mừng ta, trong khi ta thì thành Phật, còn con thì đi vào tam độ ác đạo, vậy thì ta không có muốn vậy. Không lẽ là ta ở cái bổn vị giải thoát, nhìn các con đọa lạc trong tam đồ mà ta vui được sao? Niềm vui lớn nhất của ta là thấy tất cả những con người nghe đạo của ta mà tu hành giải thoát. Đó là ta mới mừng, ta mới vui. Hiểu không? Nên chúng ta đúng ra chưa có mừng vui được, vì mình còn lẩm chẩm trong lục đạo, mà gọi là đang ở trong căn nhà lửa của tam giới. Mỗi ngày lửa này nó đốt da, đốt tóc, đốt tay, đốt chân chúng ta đó. Từ người trẻ mà từ từ thành già, rồi từ cái đôi chân đôi tay mạnh khỏe mà từ từ chân tay yếu ớt, từ lưng thẳng mà thành lưng còng, từ tóc đen mà thành tóc bạc, từ da mặt mịn màng, từ từ da mặt của mình nó trở đầu mồi, nó từ có răng đầy đủ mà răng rụng. Đó là lửa của nó đốt cháy con người chúng ta vậy đó. Nên chúng ta học giáo pháp của Phật là để học cái giải thoát. Tất cả những cái ngày lễ trong Phật giáo là để nhắc nhở chúng ta tu, chứ không phải là chỉ cho chúng ta mừng dùm cho các ngài, không phải đâu. Các ngài mà thấy chúng ta tu giải thoát thì các ngài mới mừng ở cái bổn vị đó. Còn bây giờ các ngài thì giải thoát rồi mà chúng ta mừng làm gì? Chúng ta còn là phàm phu tục tử, nặng nề nghiệp quả, đọa lạc trầm luân, mừng không nổi. Hiểu không? Các ngài cũng đang lo vì thấy đệ tử của mình đang lụm chụm trong biển nghiệp đó. Nên tất cả những ngày lễ trong Phật giáo là để mà tổ chức, để mà đem giáo pháp của Phật để mà nhắc nhở nhau cùng tu. Chúng ta đang ngồi đây ai cũng đang còn ở trong cái dòng sanh tử khổ đau. Có ai mà nói rằng là mình vỗ ngực xưng tên rằng là mình lúc nào cũng vui mà mình không có chút khổ gì đâu? Mà có khi hiện tại đang vui mà cái việc mà giải thoát chúng ta chưa nắm chắc nữa chứ. Nên bây giờ chúng ta phải cố gắng tu, nên rủ nhau về đây niệm Phật. Tại vì Đức Phật đã quyền ký là thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Nên công đoạn này để là niệm Phật bằng với việc tụng hết thảy kinh. Trong bộ kinh Đại Bát Nhã cô động lại chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Lại còn nói thêm rằng tam tạng 12 bộ kinh gói gọn trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế niệm Phật liền bằng với tụng hết tam tạng kinh điển. Nên người phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên lắm mới tin pháp này. Kinh Vô Lượng Thọ vì đọc tụng thử đi, những chương phía sau á, người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên không tin pháp này. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết nói rằng cái người mà nghe tịnh độ mà nghe mà bài bác phê phán mà không tin á, ngài nói bình thường quá, bình thường. Cái người mà nghe mà thích mà tin á, người này phi thường. Tại vì cái việc mà nghe mà tin, người này thiện căn dày quá mới tin. Còn cái người mà nghe không tin thì chúng sanh trong thời mạt pháp chúng ta là mình không có trách họ. Tại vì cái pháp này mà bậc A-la-hán còn chưa biết mà phải đòi hỏi thiện căn. Nên trong chùa bên kia có một vị niệm Phật mà cứ gặp những đức thường nói: thầy ơi, chắc con chào thầy, con chuẩn bị đi. Những đứa hỏi đi đâu? Là con đi về cực lạc. Nam mô Phật. Một con người mà biết ngày giờ giáng sanh đó quý vị, là cảnh giới người này là hơn bậc A-la-hán quý vị. Quý vị suy nghĩ đi, kinh A-di-đà đệ tử Đức Thế Tôn không có người hỏi, mà Đức Phật tự thiết, thì mình biết rằng bậc A-la-hán không biết thế giới cực lạc. Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ngài bay đến những cái cảnh giới chư Phật khác, mà tôn giả Mục Kiền Liên muốn đột phá vào thế giới cực lạc, cuối cùng bay lạc qua cảnh giới của chư Phật khác, chứ không đến thế giới cực lạc được. Nên muốn đến thế giới cực lạc là phải niệm Phật. Đức Phật A Di Đà phải đến tiếp dẫn, dẫn đi, người này mới vô thế giới cực lạc được. Mà một người niệm Phật mà biết ngày giờ mà Phật báo là cảnh giới này vượt qua mặt bậc A-la-hán.
Có nghĩa là cảnh giới của người niệm Phật mà biết ngày giờ quý vị, là vượt qua mặt của bậc chứng tứ quả, không phải là người tầm thường. Nên khi cái người mà niệm Phật mà biết ngày giờ giảng sanh, họ chưa nói nhưng mình đứng gần họ, mình đã có cảm giác an lạc cực kỳ. Vì cảnh giới của họ là cảnh giới của chư Phật, không phải là người tầm thường nữa quý vị. Chứ đừng có nói mà nghe nói mà mình thấy mình không tin, có nghĩa là người này có vấn đề, hiểu không? Xong nghe nói 3-4 lần vậy, xong những đức nói với người huynh đệ, những đức nói với ông huynh đệ vậy nè, bây giờ ông kêu bả lên trên cái phòng đăng ký á, ông nói đúng gì nghe, nói người giảng sanh Phật báo, nhưng mà có khi mình muốn ở lại nên Phật cũng cho ở lại đi tu nữa. Nếu như mà Phật cho ở lại tu nữa thì thôi ở lại tu đi, rồi tu từ từ sau này làm biểu pháp sau cũng được. Bữa sau lại bà gặp những đức, bà nói thầy, thầy cho con xin ở lại nhập chúng về Phật A Di Đà, kêu con ở lại tu. Thì biết làm sao mà những đức kêu ông thầy ông nói gì không? Tại vì sợ bà nói thẳng với mình rồi, mà bà ngày nay bà không giảng sanh, bà nói tối hôm nay nè, bà không giảng sanh rồi lỡ bà uống chai thuốc sâu bà chết rồi đây, mình mang quả. Tại vì lỡ nói rồi cái ngã của người nó lớn lắm, lỡ nói rồi mà không đi nó chơi chai thuốc sâu rồi nó nhảy lầu sao chợ, cái này dắt giảng sanh Tây Ninh quá. Hiểu không? Nên con người mình niệm Phật tu hành phải gầy dựng cái tín nguyện, rồi chăng thật cả đời mà niệm Phật đi, cứ gầy dựng tín nguyện. Đại sư Ngẫu Ích là vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, ngài là bậc tu thiền đạt đại ngộ. Vậy mà khi ngài gặp một chặng bệnh, ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử, cuối cùng ngài mới đọc sách của đại sư Liên Trì. Thì lúc đó ngài quyết tâm ngài niệm Phật, thì ngài nói một câu rằng lúc đó ngài niệm Phật mà 1 vạn con trâu kéo ngài kéo cũng không nổi ngài. Lúc đó ngài niệm Phật mà cái tín nguyện ngài vậy, tại vì ngài tu thiền đạt đại ngộ rồi mà không giải quyết được vấn đề sanh tử. Tuy là đại ngộ nhưng còn nghiệp, phải tiêu nghiệp sạch sành sanh là minh tâm kiến tánh mới thành Phật. Ngoài tịnh độ là phải đạt cảnh giới đó mới thành tu. Còn nếu như còn một chút nghiệp, dù là quý vị tỏ ngộ đại ngộ gì đi chăng nữa cũng không giải thoát được với cảnh giới chư Phật. Từ nơi đó mà khi ngài bị bệnh, ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử, ngài chớ vớ một cái là ngài coi sách của đại sư Liên Trì. Lúc đó ngài quyết tâm ngài niệm Phật, thì ngài nói rằng lúc đó ngài niệm Phật 1 vạn con trâu kéo kéo cũng không nổi ngài. Ngài nói một câu rằng người niệm Phật muốn giảng sanh là từ nơi tín nguyện, được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào cái chỗ niệm Phật, nhìn thấu buông xuống cõi đời này nhiều hay ít, nhiều hay ít. Mà ngài nói rằng là niệm Phật công phu sâu hay cạn. Những đức thì nói rộng ra dễ hiểu là niệm Phật nhìn thấu buông xuống nhiều hay ít, tính vào phẩm vị cao hay thấp. Còn cái ban đầu tín nguyện niệm Phật thì ngày này được giảng sanh. Giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Tính là tin vào cái nguyện của Phật, tin vào lời Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ mình niệm Phật cầu sanh cực lạc, tin vào định lực nhân quả, tin mình niệm Phật sẽ giảng sanh, dù gặp cảnh ngộ gì cũng tin mình niệm Phật giảng sanh. Người ta không cho mình niệm Phật ra tiếng, niệm thầm trong tâm. Người ta không cho mình lễ Phật bằng ngày, lễ Phật bằng đêm. Người ta không cho mình mọi cách để niệm Phật, mình vẫn là niệm Phật được từ tâm của mình, luôn luôn nhớ về Phật. Dù gặp cảnh ngộ khổ đau bệnh hoạn cỡ nào cũng giữ cái nguyện của mình là cái nguyện sanh cực lạc, chứ không phải rằng là mỗi ngày thì niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhưng gặp bệnh hoặc gia đình có chuyện này chuyện kia thì nguyện với Phật là cầu cho chuyện đó tai qua nạn khỏi. Vậy là không còn cái kiên cố nguyện. Cái tín nguyện này là tính, là tín Phật hoàn toàn. Niệm Phật là Phật sắp xếp, nguyện là nguyện tha thiết không giờ đổi. Đó là 2 tiêu chuẩn tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh. Nhớ đó. Chúng ta hôm nay tổ chức Phật thành đạo, bây giờ mình phải có cái tâm quyết hôm nay con tổ chức ngày Phật thành đạo, con đến đây con dự, con quỳ trước Phật hôm nay, con phát nguyện đời này con phải thành đạo mới được. Về thế giới cực lạc là thành đạo. Chứ bây giờ mình chỉ hát ca mừng Phật thành đạo, còn mình thì là phàm phu ở trong địa ngục, vậy thì mình mừng ý nghĩa gì? Mừng ý nghĩa gì vậy? Ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ có những nơi người ta tổ chức bao nhiêu chục ngàn người thì đó là cũng tốt, kết duyên cho người ta đến chùa, cái đó là kết duyên chơi thôi. Còn cái chuyện mà giải thoát thì khác á, đúng không? Có nghĩa là mình học Phật á, Đức Phật đã quyền ký mà tại mình không tin. Ngài nói rằng là thờ ngài còn tại thế thì là thờ chánh pháp trì giới thành tựu, 1000 năm sau là thờ tượng pháp thì là thiền định thành tựu, thờ mạt pháp này niệm Phật thành tựu. Có nghĩa là 3 viên thuốc này ngài phân ra từng thờ đại để cho chúng sanh uống. Mà thờ mạt pháp là dài nhất á,
Bây giờ chưa 3.000 năm giáo pháp Đức Thế Tôn, 12.000 năm, chưa 3.000 năm, vậy thì là thời mạt pháp 9.000 năm. Chúng ta vẫn còn sanh trong thời còn Phật pháp, chưa phải là diệt pháp. Nếu như qua 12.000 năm này chúng ta sanh trong thời diệt pháp thì quý vị nghĩ sao? Khổ quá. Vậy mà kinh Vô Lượng Thọ Phật nêu lên rằng khi mà giáo pháp Đức Thế Tôn gần qua 12.000 năm, vì mà kinh Vô Lượng Thọ lưu hành lại 100 năm, thêm 100 năm an ủi, này là an ủi nha. Rồi qua 100 năm kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt luôn, có nghĩa là cuối cùng kinh Vô Lượng Thọ là diệt sau cùng nhất, còn lưu hành 100 năm cho chúng sanh an ủi, những người hữu duyên. Như vậy mà kinh Vô Lượng Thọ khi diệt luôn, vậy thì còn một câu A Di Đà Phật. Lúc đó là không còn nói pháp nữa, cũng không còn tụng kinh gì nữa. Người nào mà nghe niệm Phật mà chịu niệm thì được giải thoát. Đâu có dễ. Thí dụ như bây giờ quý vị đi đến chùa cũng may thay cũng được quý thầy nói chuyện tai, hiểu không? Chuyện tai, thí dụ như bây giờ dù là dẫn dắt quý vị đến hát ca, nhảy múa, nhưng mà quý vị cũng được đi đến chùa. Mà đi đến chùa 5-7 năm cái đầu thấy sao nó không lợi ích gì, cái thấy cái ngôi chùa khác, cái đi đến một bước nữa, thấy ngôi chùa khác cái đi một bước nữa, cái từ từ cũng biết chùa, cũng là Phật tử rồi. Lúc đó bắt đầu là chỉ người ta niệm Phật, người ta nghe nói niệm Phật hay vậy, đi đến chùa đó cái niệm Phật, cái từ từ từng bước từng bước. Nên mình cũng cảm ơn cái bước đầu tiên ha. Cái bước đầu tiên là dẫn dắt mình hát ca chơi đồ á, dẫn dắt mình, rồi nó đi từng bước nó mới thâm nhập vào chỗ giải thoát. Nên mình cũng cảm ơn quý vị, cảm ơn cái bước đầu tiên. Nhưng mà nếu cái bước đầu tiên này cứ mãi mãi dẫn dắt như vậy thì không có một chúng sanh nào giải thoát hết chứ. Không có chúng sanh nào giải thoát hết chứ. Vậy thì bỏ luôn cái thời mạt pháp niệm Phật thành tựu luôn. Nên chư tổ sư mới nói rằng chúng ta sanh trong thời mạt pháp này mà nghe tịnh độ thì giống như chúng ta đang sống trong chánh pháp nha. Tại vì á, chánh pháp thì trì giới thành tựu. Người đó trì giới được thành tựu là sống trong chánh pháp. Tượng pháp là thiền định thành tựu, người tu thiền định thành tựu là chánh pháp. Thời mạt pháp là do vì người ta không niệm Phật nên mạt pháp. Nếu người nào tin niệm Phật mà niệm Phật được thành tựu là chánh pháp. Có nghĩa là pháp của Phật không có mạt, mà do vì chúng ta không tu đúng như lời Phật dạy, không có người thành tựu thì là mạt pháp. Còn nếu như mà y theo lời Phật dạy mà tu mà có người thành tựu là chánh pháp. Thí dụ như chùa mình năm nay cái chuyện giảng sanh những đứa không biết, nhưng mà các cụ mình niệm Phật khi ra đi thiêu các cụ để lại xá lợi nhiều quá chàng luôn. Những đức nói cái này cũng có cái lợi ích của cái kết quả các cụ niệm Phật thù thắng. Và có những người mà biết, giống như là biết ngày giờ giảng sanh đi nhẹ nhàng tự tại vô cùng, để lại xá lợi quá trời mấy trăm viên. Thì từ nơi đây quý vị biết rằng là họ vẫn có cái thành tựu. Như vậy thì họ y giáo pháp mà tu, chân thật niệm Phật. Như vậy thì sanh trong thời mạt pháp. Bây giờ mạt pháp là nhiều người ít thành trì, chân thật lời dạy của Phật nên nói mạt pháp. Kinh ít ai tụng, sách vở chư tổ sư ít ai đọc, nên mạt. Mạt là không hành trì là mạt. Nhưng bây giờ nếu lão thật chịu tin có vật hiệu là chánh, như vậy thì người này chân thật mỗi ngày một ngày bốn thời niệm Phật, rồi ra ngoài bấm số niệm Phật, cứ xuyên suốt bấm số niệm Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc, buông xuống vạn duyên, vậy người này sanh trong thời mạt pháp nhưng đang sống trong chánh pháp. Rõ ràng không? Đây là một người cư sĩ, bà già tu mấy năm thôi, mấy năm thời gian bỏ ra niệm Phật thôi có kết quả. Có nghĩa là mỗi ngày được rèn luyện, may thay là được rèn luyện. Mỗi ngày như Đức có nói hoài, buông xuống cái tâm mà gọi là muốn uống thuốc này kia đồ, buông xuống, buông xuống nhiều thứ, buông xuống, buông xuống, buông xuống, khuôn từ từ giết khuôn luôn. Giống như một cái bánh bò đổ ra, cái khuôn bánh bò đổ cái bánh bò, thấy không? Cái khuôn nó đổ ra vậy luôn, thấy chưa? Nên từ nơi đó là nó có kết quả liền. Đó. Có nghĩa là nhờ khuôn. Khuôn là cái gì biết không? Khuôn là giới luật. Giới luật là một cái khuôn, giới luật là một cái hàng rào. Hàng rào này ngăn chặn người tạo tội, nên giới luật là hàng rào. Khuôn khép cũng là hàng rào. Đưa vào khuôn khép đi tu là hàng rào. Là trì giới, có nhiều phương pháp trì giới. Tại vì chúng ta không đủ bản lãnh trì giới như thời chánh pháp, chúng ta không đủ đạt thiền định như thời tượng pháp, chúng ta chỉ đủ khả năng niệm Phật để trì giới và đạt thiền định. Là chính chúng ta chỉ có niệm Phật mới gọi là niệm Phật, bằng với việc tụng hết thảy kinh, đúng không? Các vị thấy rằng là niệm Phật nó có cái lý luận không? Có nghĩa là rõ ràng là câu Phật hiệu này niệm là nó có một cái pháp vị gì đó. Khi mình nói chuyện là nếu cần thiết nói vui là nói vui, cần nghiêm túc vô cùng nghiêm túc, cần nhiếp tâm người thì nhiếp tâm người. Có nghĩa là nó cần sao nó ra cái tâm vậy à? Lạ lắm. Tại vì Đức Phật A Di Đà, Ngài có một cái khả năng là vô lượng trí, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác.
Nên chúng ta lấy cái quả giác của Ngài đi làm cái nhân tu cho mình, thì tức khắc từ lấy cái quả giác làm nhân tu, thì lấy cái nhân này mình tu, mình tu mỗi ngày mình niệm Phật, thì phát triển tự tánh. Tự tánh của mình và Phật không khác. Nhưng do vì nghiệp chướng mình nặng nên che lại cái bản giác hiển lộ. Nên bây giờ chúng ta niệm Phật là lúc chúng ta chia sẻ tịnh độ là nó phát triển tự tánh ra. Tự tánh nó hiển lộ thì tức khắc nhiều pháp mình tự nhiên biết, lý luận nó cảm thấy phù hợp vào người đang tu, người nghe có thể tiếp nhận được và phát tính tâm quý vị. Chứ ngoài ra quý vị biết những đức rồi, những đức đâu có đi đâu tìm hiểu học tập gì đâu đó. Nên chúng ta là gây dựng cái gì? Tín nguyện. Nếu người mà gây dựng được tín nguyện thì không bỏ tịnh độ. Người tu tịnh độ mà không gây dựng tín nguyện là bỏ tịnh độ liền. À, thì có tu giỏi cỡ nào cũng bỏ tịnh độ hết. Nếu như quý vị không lấy tín nguyện làm đầu là bỏ tịnh độ. Còn nếu như quý vị lấy tín nguyện làm đầu, cả đời niệm Phật là chắc chắn thành tựu. Chắc chắn là thành tựu luôn. Còn nếu như không lấy tín nguyện làm đầu là quý vị bỏ tịnh độ liền. Tại vì sao? Quý vị có thể dụng công siêng năng 4-5 năm, nhưng ngộ thai quý vị tính đến lúc nó mệt cực khổ quá, mà bây giờ cái tâm nó không thanh tịnh. Bây giờ nghe ai nói cái phương pháp nào mau thanh tịnh tâm thì chạy, nhảy với từ từ, nó mất phương hướng luôn. Nên bỏ tu là như vậy. Còn nếu như quý vị muốn đi vào công phu thì phải đi lập từ cái nào? Tín nguyện. Tín nguyện kiên cố. Nên có người hỏi Án Quang Đại Sư, bây giờ con niệm Phật, con muốn nhất tâm bất loạn, muốn tam muội hiện tiền, phải làm sao? Ấn Tổ Ngài nói khó lắm, mà muốn được thì phải dùng cách nào? Phải giữ tín nguyện cả đời niệm Phật. Từ tín nguyện mà niệm Phật thì tam muội hiện tiền. Người mà tín nguyện là không bao giờ thay đổi phương pháp tu. Mà người mà tín nguyện cũng không cần đi đâu nhiều nữa. Vì sao? Vì niệm Phật không mà đi đâu hỏi cái gì? Vì hỏi thêm làm gì nữa? Nói thầy ơi, con nghiệp chướng nặng nề lắm, con phải chuyển nghiệp. Niệm Phật là chuyển nghiệp đó. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp. Chư Tổ Sư nói rằng một viên thuốc A Già Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Viên thuốc A Già Đà mà bỏ không uống thật là ngu lắm mà. Uống đi. Uống viên thuốc này rồi chị bệnh tham sân si, chị bệnh ích kỷ nhỏ mọn, chị bệnh khổ đau cõi đời, chị hết bá bệnh luôn. Nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Uống đi. Nên quý vị coi, vì chùa chỉ có nói niệm Phật thôi mà nghe hoài nghe cũng không chán. Vì sao? Vì cảnh giới mình đâu có thâm nhập đâu mà nó chán. Quý vị nghĩ đi, có nghe hoài đi chăng nữa nó cũng có hương vị nữa, vì mình nghe xong mình quên mất tiêu rồi. Mà nếu cái người niệm Phật mà nghe cái người niệm Phật nói gì niệm Phật thì nó thích vô cùng. Càng nói gì niệm Phật thì nó càng thích, gì nó đúng tông. Chứ bây giờ nếu không phải niệm Phật mà nghe niệm Phật giống như bị tra tấn vậy thôi. Nhưng mà nếu nó có thiện căn, nó nghe tự nhiên nó phát lên cái duyên mà từng tu đó, tự nhiên nó nghe cái tự nhiên nó cởi mở tâm ra. Còn nếu mà nó chưa đủ duyên nghe, giống như bị tra tấn, thầy nó xạo, ngồi vậy thôi, mà nó trong lòng nó không còn cảm giác. Nhưng nếu quý vị có thiện căn kiểm qua cái chỗ nghe, quý vị sẽ có cảm giác. Có cảm giác. Cảm giác đặc biệt lắm quý vị à. Nó có một đoạn nè, chư Tổ Sư nói rất là hay. Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu A Di Đà Phật. Đặc biệt chưa? Đơn giản nhất dành cho người đơn giản nhất. Cao siêu nhất dành cho người cao siêu nhất. Ai là hàng cao siêu nhất? Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền và 41 vị đại sĩ ở Hoa Tạng bên cạnh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai là những bậc đại sĩ. Và Kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh, nhưng khi cuối kinh là nguyện vương hướng dẫn niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mới viên mãn. Nên cạn cợt nhất thì dành cho những chúng sanh cạn cợt nhất, phi thường nhất thì dành cho hàng đẳng giác Bồ Tát cũng niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Quá thù thắng, còn nói gì nữa. Rõ ràng không? Đây là công đoạn lời chư Tổ Sư không nè. Chứ ai mà nói ra được những câu này hả quý vị? Không.
Trong Phật giáo pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có một vị tổ sư, có một người tu hành đến hỏi Ngài: Ngài dạy người ta niệm Phật làm sao? Ngài nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Ngài niệm sao? A Di Đà Phật. Sao kỳ à? Sao dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà Ngài niệm A Di Đà Phật? Tôi niệm một câu vạn đức hồng danh, danh hiệu, đó là A Di Đà Phật. Hai chữ Nam Mô là danh từ chung. Quý vị nghe coi để ý đúng không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chữ Nam Mô là danh từ chung. Còn danh hiệu là Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, A Di Đà Phật. Còn thêm hai chữ Nam Mô là danh từ chung. Ngài nói rằng vì người ta chưa quyết chí giải thoát nên dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn tôi quyết tâm đời này tôi phải về thế giới cực lạc, một cũng gì, hai cũng gì, ba cũng gì, nên tôi niệm đúng một câu Phật hiệu, đó là A Di Đà Phật. Đủ hay không đủ gì, quý vị chỉ cần chịu niệm là thành công. Tính nguyện mà niệm thì thành công. A Di Đà Phật cũng giảng sanh, mà A Di Đà Phật cũng giảng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật cũng giảng sanh, mà Nam Mô A Di Đà Phật cũng giảng sanh. Có nghĩa là chỉ cần quý vị có tính nguyện, quý vị niệm Phật là quý vị giảng sanh, không nói chừng. Có nghĩa là tính nguyện này quý vị nghe thì cái câu nó đơn giản, nhưng nó không có đơn giản một chút nào hết trơn. Cái người mà có được tính nguyện niệm Phật giảng sanh đó quý vị, chúng ta mà có được cái tính nguyện kiên cố đó nghe quý vị, thì đối với chúng ta, thí dụ như giờ mình đang tu, nhà mình cháy, con vợ chồng chết queo hết trơn, còn mình sống, quý vị vẫn là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị không có một chút gì nao núng, quý vị không có trách Phật pháp cái gì hết luôn. Có một vị này á, học tập với Ấn Tổ, vị cư sĩ, ông cũng tinh tấn niệm Phật lắm. Tự nhiên đột nhiên nhà của ông bốc cháy, của cải vật chất, gia đình của ông chết sạch hết trơn, có mình ông sống. Ông điên cuồng luôn, giống như lơ lơ lửng lửng điên luôn quý vị. Ấn Tổ nghe được nguồn tin như vậy, viết một lá thư cho ông, nói cư sĩ mỗi ngày niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phật đã dạy rằng cái cõi này là cõi thành trụ hại không, thân có sanh già bệnh chết, con người đủ duyên thì hợp mà hết duyên thì xa. Cư sĩ tại sao không nhận thức điều này? Cư sĩ là người niệm Phật giảng sanh mà bây giờ đụng cảnh duyên một chút, cư sĩ lại bị bấn loạn tâm như vậy, thì ai cứu được cư sĩ rồi? Cư sĩ làm sao cứu được người thân của mình? Cư sĩ hãy suy nghĩ lại đi. Cuộc đời con người đến thế gian có hợp thì có tan, có sanh thì có chết, không ai mà tồn tại đâu cư sĩ à. Nên tỉnh lại đi, thấy không? Quý vị coi á, học với Ấn Tổ á, mỗi ngày niệm Phật nhiều đó, vậy mà gặp cảnh ngộ này là một cái cảnh ngộ không nhỏ đối với một con người á. Vậy mà bấn loạn điên cuồng luôn. Bây giờ nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật nghe, bất cứ một sự cố gì đến với người thân quý vị, gia đình quý vị nghe, hay là bị giật của, hay bị giật chồng, hay bị giật vợ gì, quý vị vẫn là giữ được cái tâm, dù là mình phàm phu cảnh giới kém, mình buồn một chút nhưng mà tỉnh liền, quay lại cái tâm niệm Phật liền thì quý vị có cơ hội. Còn nếu như quý vị bị nó kéo luôn mà chán nản nghỉ tu, vậy là quý vị thất bại, biết mình thất bại rồi đó. Thất bại rồi đó quý vị. Cái chữ tin này không đơn giản đâu. Tin Phật là tin nhân quả. Nhân quả có thể chiêu cảm từ Bồ Tát đẳng giác đến Phật, cũng là đi từ nhân quả. Chúng ta là phàm phu cũng từ nhân quả. Thí dụ như bây giờ chúng ta sanh đến một gia đình đó, chúng ta đã có cái nhân cái quả với trong gia đình đó, và nhân quả với mẹ cha mình, thì cha mẹ mình vừa giao hợp thì tức khắc cái tần số, dù mình ở xa hàng vạn vạn ngọn núi tu di, nhưng mà tức khắc mình đã có cái nhân duyên với mẹ với cha, phải nhập thai, thì tức khắc quý vị sẽ thấy cái ánh sáng từ ngay cái bụng mẹ mà quý vị dù ở xa cỡ nào nó cũng bay vào, nó nhập ngay bào thai đó. Còn nếu quý vị làm loài súc sanh thì tức khắc cái ánh sáng trong cái bụng con heo con bò, ngày đó nó giao hợp, nó thụ thai, thì tức khắc dù ở xa hàng vạn ngọn núi tu di, quý vị cũng sẽ đến ngay chỗ đó và nhập vào thai con heo con bò để quý vị làm súc sanh. Đi từ nhân quả. Như vậy thì chúng ta bây giờ lập lên cái nhân cái quả, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, thù thắng hơn nhiều. Nên quý vị biết rằng pháp môn tịnh độ này cứu được nhiều người tạo nghiệp lắm. Cũng như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, tại sao thường á, cứ là
nhắc cái câu chuyện mà Trương Thiện Hòa, một ông đồ tể tạo nghiệp cả đời, mà cuối cuộc đời khi mà tướng địa ngục hiển hiện người đầu trâu đầu bò đến để dẫn dắt ông vào đi trong địa ngục, vậy mà tướng địa ngục xuất hiện, vậy mà ông được Thiện Chí Thức đi ngang qua nhà, nghe tiếng kêu la của ông thảm thiết, thì Thiện Chí Thức bước vào hỏi việc gì, thì ông nói rằng người đầu trâu đầu bò đang bao vây ông. Thì Thiện Chí Thức này là người niệm Phật, đốt mấy nén nhang thắp lên bàn thờ, xong rồi bắt đầu khuyên ông quỳ lên thành tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đi. Ông chân thật niệm Phật một chút xíu thôi thì tất cả những người đầu trâu đầu bò đều biến mất hết. Tâm của ông Trương Thiện Hòa lúc đó là hoàn toàn khởi lên tín nguyện kiên cố, niệm Phật thật sự cầu sanh. Từ nào đó y như nguyện thứ 18, chỉ cần cuối cuộc đời, nhớ, chỉ cần cuối cuộc đời, người này niệm được từ 1 niệm tới đến 10 niệm tín nguyện cầu sanh thì người này được sanh. Không có nói là người này thiện hay ác, người này chỉ cần cuối cuộc đời mà niệm được. Nhưng nếu quý vị cả đời mà ác thì cuối cuộc đời cũng khó niệm. Nên bây giờ chúng ta đã gặp được tịnh độ, từ bây giờ niệm để cuối cuộc đời mà niệm. Tại vì bây giờ là từ 1 niệm đến 10 niệm mỗi ngày là nhắc nhở mình, cái tâm của mình là nhìn thấu buông xuống, để khi cuối cuộc đời của mình thì có thể niệm được từ 1 niệm đến 10 niệm. Vì sao? Mà không phải đá đổ hoàn cảnh, mà là chúng ta không bị hoàn cảnh buộc ràng. Đối với cuộc sống nhà nghèo thì đủ trong cái nhà nghèo mà sống, đối với cảnh nhà giàu thì chúng ta không chấp nhà giàu mà sống. Đẹp thì chúng ta sống với cảnh thân sắc đẹp mà không chấp tướng. Xấu không buồn phiền, sống như vậy vui vẻ. Có nghĩa là trong hoàn cảnh nào quý vị cũng sống được đặc biệt hết, chỉ có tín nguyện niệm Phật. Ông Trương Thiện Hòa cuối cuộc đời niệm có mấy câu, vậy mà người đầu trâu đầu bò biến mất hết. Thì ông được Phật A Di Đà tiếp dẫn ông, mà chính ông nói rằng Phật A Di Đà đã đến. Cảnh giới này không đơn giản. Ông Trương Thiện Hòa đã tu nhiều đời nhiều kiếp, cảnh giới thâm hậu, nhưng vì một cái nghiệp duyên gì mà chiêu cảm đến cái cõi đời, sanh vào một gia đình mà cha mẹ làm trâu làm bò, ông y theo cái nghề đó mà làm. Nhưng cuối cuộc đời của ông, Thiện Chí Thức chỉ cần khơi dậy thì tức khắc thiện căn viên mãn phát diễn. Ông chỉ cần niệm có Phật hiệu thì ông thành tựu. Chúng ta không dám học theo, nhưng người được như vậy vẫn được giảng sanh. Cuối cuộc đời được khuyên mà chịu tiếp nhận dẫn giảng sanh, có nghĩa là chư Phật chư tổ sư nêu lên những câu chuyện này để làm chi, thì hiện để làm gì? Để cho tất cả những người tạo nghiệp quay đầu còn có thể được giảng sạch. Trả lời cho nhiều người tạo nghiệp bất hiếu với cha mẹ, rồi phá thai nhiều lần, lấy chồng người ta tùm lum, bây giờ biết Phật Pháp, quay đầu từ hôm nay sửa đổi lỗi lầm, niệm Phật, được giảng sanh hay không? Được. Chỉ cần người này tín nguyện kiên cố niệm Phật.